Chào anh em, lại là mình là Ram đây. Và trong clip này các bạn nghe âm thanh thu được, đó là âm thanh từ mic của ngỗng này vào trong cái hệ thống mixer và nó đi vào điện thoại do hệ thống live stream cho bên mình phát triển. Thì các bạn có thể nghe âm thanh nó rõ ràng mặc dù khoảng cách của mình rất là xa, từ mình tới cái camera nó khoảng 4 mét nhưng mà âm thanh vẫn rất rõ ràng bởi vì nó thu bằng cái mic này. Có lợi điểm là các bạn có thể thu âm thanh của sân khấu, âm thanh hội trường. Các buổi biểu diễn văn nghệ nó rất là ok. Này các bạn có thể nghe. Bây giờ mình bỏ mic ra và mình qua một cái ống mic khác, kể cả micro không dây. Đó. Các bạn có thể hay mình sẽ test thử cái micro không dây. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn có thể nghe cái âm thanh mình đang nói từ micro không dây. Đấy, nó sẽ đi qua mixer, sau đó trộn vào và đi vào dòng live stream và đi vào trong cái camera của chúng ta. Rồi mình sẽ show cho các bạn xem cái cách mình kết nối như thế nào. Rồi. Đây là một hệ thống mixer đó ha. Các bạn có thấy cái mixer này là có hỗ trợ 8 cổng. 8 cổng này thì các bạn có thể thấy 8 cổng nó vàng thì tùy số lượng mic của chúng ta. Như mình ở đây mình sử dụng là tới 6 cái mic không dây ha. Cùng với các mic cụ ngõm. Sau đó các đường lai nhạc vào sẽ đường xuất ra thì thay vì chúng ta có một đường xuất vào công suất xuất vào cái equalizer. Sau đó xuống công suất để đẩy ra loa. Thì chúng ta sẽ có một cái cách nữa là chúng ta sẽ có một cái đường ra, chúng ta sẽ đấu ra. Sau đó chúng ta đi vào hệ thống dây live stream và nó đi vào điện thoại. Thì âm thanh nó sẽ rất là rõ ràng và chi tiết. Cái cách này thì chúng ta có thể áp dụng trong cái chuyện live stream trực tiếp Facebook hoặc chúng ta thu âm lại. Nó thu âm lại sau đó trong các buổi biểu diễn nghệ thay vì âm thanh trực tiếp ra loa xong xung vào điện thoại hoặc các thiết bị quay phim nó rất là tệ thì chúng ta có thể dùng chiếc máy điện thoại để chúng ta thu lại sau đó đồng bộ về chỉnh sửa đồng bộ âm thanh từ cái máy quay và cái âm thanh thu lại được của chiếc điện thoại đó chúng ta sẽ có âm thanh rất là rõ ràng và chi tiết. Đấy. Đây là cái gợi ý của mình để khi các bạn sử dụng các hệ thống dây live stream nó cực kỳ tốt. Thì cái live stream của mình này các bạn thấy không? Nó dài thừa luôn. Các bạn có thể để cái thiết bị của mình ở bất cứ đâu. Nó cũng rất là ok. Hy vọng qua cái clip này các bạn có thể biết cách thiết lập cho mình một cái thu âm live stream riêng cho mình ha. Mình ở đâu? Nếu các bạn có nhu cầu về thiết bị live stream hay gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình chuyên cung cấp các thiết bị. Chúc các bạn sức khỏe và đạt thật nhiều trong cuộc sống. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.